Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Số thập phân bằng nhau, sách giáo khoa toán 5, trang 40. Đầu tiên cô giáo có ví dụ. Cô giáo có 9 decimet, từ 9 decimet đổi sang centimet. Vì 1 decimet thì bằng 10 centimet. Như vậy là 9 decimet thì chúng ta đổi thành 90 centimet. Và 9 decimet cô giáo cũng đổi thành mét. Đấy. Ở đây 9 decimet bằng 0,9 mét. Bằng 0,9 mét thì chúng ta hiểu thế nào là vì 0,9 mét này. Đấy. Ta có 9 decimet này. 9 decimet bằng 0,9 mét. Vì sao? Vì 1 decimet thì bằng 1 phần 10 mét. Thế mà ở đây có 9 decimet, phải không? Thì sẽ bằng 9 phần 10 mét. Mà 9 phần 10 mét thì chúng ta viết thành số thập phân là gì nhỉ? Là 0,9 mét. Đấy, vì là gì? 9 phần 10 tức là chữ số 9 chỉ hàng phần 10. Thì phần nguyên là 0,9. Đấy, ta viết thành 0,9. Như vậy là 9 decimet ta đổi thành 9 mét. 90 cm chúng ta cũng đổi thành mét đi. 90 cm bằng 0,90 mét. Chúng ta biết là gì? 1 mét này. 1 mét thì bằng 100. 1 mét bằng 100 cm. Đấy. Mà 1 cm sẽ bằng 1 phần 100 mét. Đấy. Thế chúng ta ở đây chúng ta có 90 cm, đúng không? 90 cm thì chúng ta bằng 90 phần 100. Đấy, bằng 90 phần 100 mét. Đấy. 90 phần 100 mét thì chúng ta viết thành số thập phân là gì nhỉ? 0,90 mét. Đấy. Vì sao? Vì phân số thập phân 90 phần 100 chỉ phần thập phân của số thập phân này có đến hàng phần trăm. Thì chữ số 0 là hàng phần trăm và chữ số 9 là hàng phần 10. Đấy, chúng ta viết thành số thập phân là 0,90 mét. Như vậy chúng ta đã hiểu là đổi hai cái số đo là từ 9 decimet thành 0,9 mét và từ 0,90 từ 90 cm chúng ta đổi thành 0,90 mét, phải không? Đấy. Vì là gì? 9 decimet bằng 90 cm mà 9 decimet bằng 0,9 mét. 90 cm từ 90 cm này chúng ta đổi thành 0,9 mét. Cho nên ta từ hai cái điều trên chúng ta rút ra là gì? 0,9 mét bằng 0,90 mét, phải không? 0,9 mét bằng 0,90 mét. Chúng ta bỏ đơn vị đo độ dài này đi, phải không? Thì ta được số thập phân là 0,9 bằng 0,90. Hoặc là gì? 0,90 bằng 0,9, đúng không? 0,90 bằng 0,9. Như vậy chúng ta quan sát lại này. Chúng ta để ý nhé. 0,9 bằng 0,90. Như vậy cái số 0,9 này ta viết thêm chữ số 0 vào bên phải cái phần thập phân của cái số 0,9 này thì ta lại được số thập phân 0,90 bằng số thập phân 0,9, đúng không? Đấy, cô nhắc lại này, nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì ta sẽ được một số thập phân bằng nó. Đấy, đó chính là ghi nhớ chúng ta phải nhớ đầu tiên. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Đấy. Thế bây giờ cô giáo lại quay lại cái ví dụ lúc nãy này. 0,9 nhá. 0,9 bằng 0,90, đúng không? Đấy, bằng 0,90. Và bây giờ cô giáo lại viết thêm số thập phân 0,90 này. Đấy. Cô giáo viết thêm một chữ số 0 nữa vào bên phải phần thập phân thì ta được 0,900 cũng bằng 0,90 và cũng bằng 0,9. Đấy. Và cô giáo lại tiếp tục viết thêm một
chữ số 0 nữa vào cái số thập phân 0,900 này. Đấy, cô lại viết thêm một chữ số 0 nữa vào bên phải phần thập phân thành 0,9000. Đấy, như vậy 0,9000 cũng bằng 0,900 bằng 0,90 và cũng bằng 0,9. Đấy, tiếp tục cô giáo lại có số thập phân khác này. 8,75 đi. Đấy. Phần thập phân ở số 8,75 là 75. Bây giờ cô giáo viết thêm một chữ số 0 nhé. Đấy. Thêm một chữ số 0 vào tận cùng bên phải số thập phân đó, 8,75 này. Cô giáo viết thêm một chữ số 0 nữa thì ta được số thập phân 8,750 bằng 8,75. Cô giáo lại viết thêm một chữ số 0 nữa vào phần bên phải thập phân này. 8,750. Cô viết thêm một chữ số 0 nữa thành 8,7500. Đấy. 7500 thì cũng bằng hai số thập phân trước, phải không? Bây giờ cô lại viết thêm một chữ số 0 nữa vào bên phải phần thập phân của số 8,7500. 8,7500. Cô lại viết thêm một chữ số 0 nữa thì ta được số thập phân mới là 8,75000. 8,75000 cũng bằng số thập phân 8,7500 bằng số thập phân 8,750 và cũng bằng số thập phân đầu tiên là 8,75. Bây giờ cô giáo lại có một số nguyên là 12 đi. Đấy, 12 này. Bây giờ cô muốn viết số nguyên 12 này thành một số thập phân. À, thì cô viết này, phần nguyên là 12. Ta viết dấu phẩy vào bên phải phần nguyên này. Thêm một chữ số 0. Đấy, đây là hàng phần 10, phải không? Ta được số thập phân 12,0 bằng số nguyên 12. Cứ như vậy cô giáo cũng thêm một chữ số 0 nữa vào bên phải phần thập phân đi. Nào, 12,00, phải không? Thì ta cũng được bằng hai số, bằng số thập phân 12,0 và cũng bằng 12. Tiếp nữa cô giáo lại viết thêm vào bên phải số 12,00 thêm một chữ số 0 nữa thành 12,000 cũng bằng số thập phân 12,00 và 12,0 và bằng số nguyên 12. Đấy. À, như vậy là nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Bây giờ cô giáo lại các số thập phân ở trên cô giáo bớt đi các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì nó có được có bằng số thập phân cũ không? Bây giờ nhé, số thập phân 0,9000. Bây giờ cô giáo bỏ một chữ số 0 ở bên phải phần thập phân này đi thì được số thập phân mới là 0,900, đúng không? Đấy. Tiếp tục cô giáo lại bỏ tiếp một chữ số 0 nữa ở phần thập phân, ở bên phải phần thập phân đi, bằng 0,90, phải không? Đấy, bằng 0,90. Và cô lại tiếp tục bỏ chữ số 0 ở bên phải phần thập phân nữa đi, bằng 0,9. Đấy. Như vậy từ 0,9000 bằng số thập phân 0,900 bằng 0,90 và bằng 0,9. À, tiếp tục số thập phân thứ hai này, 8,7500, tức là bằng 8,75000. Cô giáo bỏ một chữ số 0 bên phải phần thập phân của số đó đi thì được 8,7500. Và tiếp tục lại bỏ tiếp một chữ số 0 ở phần thập phân đó đi thì được 8,750. Đấy. Và cuối cùng cô giáo lại bỏ tiếp một chữ số 0 ở phần thập phân thì của nó thì cô được 8,75. Đấy. Và số thập phân 12,000. 12,000. Cô giáo bỏ một chữ số 0 ở bên phải phần thập phân số đó đi này. Ta được 12,00. Lại bỏ tiếp một chữ số 0 ở bên phải phần thập phân số đó được 12,0. Và cô giáo lại bỏ tiếp một chữ số 0 cuối cùng ở phần thập phân đó thì ta được số 12. Đấy.
Như vậy, qua những cái ví dụ vừa rồi thì cô giáo lại rút ra một cái kết luận nữa là nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó. Đấy, đấy cũng là một cái ghi nhớ để chúng ta cần phải nhớ. Đấy. Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó. Như vậy, qua bài vừa rồi thì chúng ta rút ra được hai cái ghi nhớ về số thập phân bằng nhau. Cô nhắc lại này. Thứ nhất là nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Và cái ghi nhớ thứ hai, nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức về số thập phân bằng nhau vừa rồi, chúng ta làm các bài tập trong sách giáo khoa. Trước hết chúng ta làm bài tập 1. Bài tập 1, yêu cầu của bài tập 1: bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. Đấy, như vậy bài yêu cầu chúng ta là bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của các số thập phân đó để được số thập phân viết dưới dạng gọn hơn, đúng không? Câu A, chúng ta có 3 ý. Ý thứ nhất, 7,800. Ý thứ hai, 64,9000. Ý thứ ba là 3,0400. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ những chữ số 0 tận cùng ở bên phải các số thập phân đó để được số thập phân gọn hơn. 7,800. Số thập phân 7,800, chúng ta thấy có hai chữ số 0 ở tận cùng bên phải, phải không? Ta sẽ bỏ đi. Ta được số thập phân 7,8. Như vậy, 7,800 bằng 7,8. Số thập phân thứ hai, 64,9000. Ở số thập phân này chúng ta thấy có 3 chữ số 0 ở tận cùng bên phải, phải không? Thì chúng ta sẽ bỏ cả 3 chữ số 0 đó đi. Ta được số thập phân là 64,9. Tiếp tục. Số thập phân thứ 3, 3,0400. Chúng ta bỏ các chữ số 0 tận cùng ở bên phải. Ở đây chúng ta thấy là phần thập phân có 4 chữ số 0. Đấy, nhưng một chữ số 0 không phải là tận cùng, đúng không? Chúng ta đó là hàng phần 10, xong là tiếp hàng phần 10 chữ số 4 là hàng phần trăm. Còn hai chữ số 0 là hàng phần nghìn và hàng phần chục nghìn là tận cùng. Thì chúng ta chỉ được phép bỏ hai chữ số 0 tận cùng này thôi. Còn chữ số 0 ở giữa ở phần thập phân này là chúng ta không được bỏ, đúng không? Như vậy chúng ta bỏ hai chữ số 0 tận cùng ở phần thập phân số này, ta được 3,04. 3,04. Như vậy 3,0400, ta được số thập phân mới 3,04. Tiếp theo, phần B, số thập phân 2001,300. Ta bỏ hai chữ số 0 tận cùng ở số này đi thì ta được 2001,3. 2001,3. Tiếp, số thập phân 35,020. Như vậy ở đây ta bỏ số thập phân ta bỏ chữ số 0 tận cùng ở bên phải là chữ số 0 cạnh số 2, phải không? Còn trước số chữ số 0 ở trước số 2 là chúng ta không được bỏ. Đấy, ta được số thập phân là 35,02. Tiếp tục số cuối cùng, 100,0100. Đấy, như vậy ở đây chúng ta bỏ chữ số 0 tận hai chữ số 0 tận cùng ở số thập phân đó, được số thập phân là 100,01. Vừa rồi bài 1 chúng ta đã bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải số thập phân, phần thập phân ở số để được số thập phân viết dưới dạng gọn hơn. Tiếp theo chúng ta chuyển bài tập 2. Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau để các phần thập phân của chúng có
số chữ số bằng nhau đều có 3 chữ số. À như vậy ở bài tập 2 thì lại ngược lại, phải không? Yêu cầu ngược lại với yêu cầu của bài tập 1. Bài tập 1 là chúng ta bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân, phải không? Thì được, để được số thập phân gọn hơn. Còn bài tập 2 là chúng ta viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân. Đấy, để các số thập phân phần thập phân đều có 3 chữ số. Trước hết chúng ta làm câu A. Câu A này 5,612. Ở đây phần thập phân có 3 chữ số là 6, 1, 2. Hàng phần 10, hàng phần trăm và hàng phần nghìn. Như vậy ở đây theo yêu cầu của bài là số thập phân phải đều có 3 chữ số. Như vậy số 5,612 là có 3 chữ số ở phần thập phân rồi, thì chúng ta không phải viết thêm nữa. Số thập phân thứ hai không phải viết thêm nữa, chúng ta vẫn viết nguyên là 5,612. Tiếp số thập phân thứ hai. Số thập phân thứ hai cô giáo có 17,2. Bây giờ cô giáo viết số thập phân này sao cho phần thập phân có 3 chữ số, bởi vì phần thập phân ở đây chỉ có một chữ số 2, đó là hàng phần 10, phải không? Như vậy ta viết thêm 2 chữ số 0 nữa để cho nó có phần thập phân có 3 chữ số. Được 17,200. Đấy. Như vậy 17,2 ta viết thành số thập phân 17, bằng 17,200. Tiếp số thập phân thứ 3 480,59. Ở số thập phân này thì phần thập phân mới có 2 chữ số là đến hàng phần 10, đúng không? Như vậy ta thêm một chữ số 0 nữa để cho đủ 3 chữ số, là tức là đủ ở hàng phần trăm. Được 480,59 bằng 480,590. Tiếp theo câu B. Số thập phân 24,5. Như vậy phần thập phân ở đây mới có 1 chữ số. Ta viết được số thập phân mới là 24,500. Tiếp theo số thập phân thứ 2 80,01. Như vậy ta viết thêm một chữ số 0 nữa thành 80,010. Số thập phân thứ 3 14,678. Ở số thập phân này có phần thập phân có 3 chữ số rồi, phải không? Thì chúng ta không phải viết nữa, chúng ta vẫn viết nguyên là 14,678. Đấy. Tiếp theo chúng ta tuyển bài tập 3. Bài tập 3 có yêu cầu khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng phân số thập phân, ai viết đúng, ai viết sai, tại sao? Đấy. Ở đây bạn Lan viết 0,100 bằng 100 phần 1.000. Bạn Mỹ viết 0,100 bằng 10 phần 100. Bạn Hùng viết 0,100 bằng 1 phần 100. Như vậy ở đây yêu cầu của bài này là ở đây hai bạn, ba bạn phải không? Viết các số thập phân là 0,100 dưới dạng phân số thập phân là 1.000 phần 100 này. 100 phần 1.000, 10 phần 100 và 1 phần 100. Nhưng mà chúng ta xem bạn nào viết đúng, bạn nào viết sai, phải không? Vì sao đúng, vì sao sai. Bây giờ muốn biết các bạn viết vì sao đúng, vì sao sai, thì chúng ta xem cách viết của các bạn nhé. Thứ nhất là bạn Lan viết 0,100 bằng 1.000 phần 100. 100 phần 1.000. Phân số thập phân 100 phần 1.000. Thì trước hết là chúng ta sẽ rút gọn phân số đó, đúng không? Đấy, ta rút gọn phân số đó thành bao nhiêu? 100 phần 1.000. Chúng ta sẽ rút gọn bằng cách gì? Ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số chia hết cho 100. 100 chia cho 100 thì bằng 1. Bằng 1. Còn 1.000 chia cho 100 thì bằng mấy nhỉ các con nhỉ? Bằng 10, đúng không? 1.000 chia cho 100 bằng 10. Như vậy ta rút gọn phân số 100 phần 1.000 thành 1 phần 10. Đấy, như vậy bạn Lan viết thành 1 phần 10. Tiếp tục ta xem bạn Mỹ nhé.
Phân số thập phân của bạn Mỹ là 10 phần 100. Bây giờ chúng ta cũng rút gọn. Tử số và mẫu số của phân số 10 phần 100 ta chia cho 10. 10 chia 10 được 1. 100 chia 10 được 10. Tiếp tục. Phân số thập phân của bạn Hùng viết 1 phần 100 thì không rút gọn được nữa, mà chúng ta viết luôn thành số thập phân luôn, đúng không? Số thập phân là ở đây 1 phần 100 có nghĩa là phần thập phân của số này là chữ số 1 ở hàng phần trăm. Đấy. Như vậy ta viết được số thập phân là phần nguyên là 0 này. Đấy. Phần thập phân thì hàng phần 10 là 0 và hàng phần trăm là 1. Đấy. Hàng phần trăm là 1. Thì vậy là bạn Hùng viết được số thập phân là 0,01. Tiếp tục, bây giờ chúng ta viết số thập phân của bạn Lan nhé. 1 phần 10 ta viết được số thập phân là chữ số 1 thuộc hàng phần 10. Như vậy phần nguyên là 0, 0,1. Đấy. Còn bạn Mỹ cũng thế, 1 phần 10 ta viết thành số thập phân là 0,1. Đấy. Mà chúng ta biết là gì? Số thập phân 0,100. Đấy. Mà số thập phân lúc đầu là 0,100. 0,100. Đấy, như chúng ta vừa mới học thì số thập phân này có hai chữ số 0 tận cùng bên phải ta bỏ đi, phải không? Trước hết ta bỏ dần dần này. 0,100 bằng 0,10, phải không? Rồi sau đó chúng ta lại là viết bỏ một chữ số 0 tận cùng bên phải nữa thì bằng 0,1. Như vậy số thập phân 0,100 bằng 0,1. Bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng, đúng không các con? Còn bạn Hùng viết thành 0,01 là sai, phải không? Đấy, như vậy bạn Lan viết đúng này. Bạn Mỹ cũng viết đúng. Và bạn Hùng thì viết gì? Cũng viết sai. Đấy. Thế như vậy bây giờ chúng ta kết luận thế nào? Chúng ta kết luận thế nào nhỉ? Bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng, phải không? Bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng. Viết đúng. Viết đúng vì sao nhỉ các con? Vì 100 phần 1.000. Đấy, 100 phần 1.000 của bạn Lan này cũng bằng 10 phần 100, đúng không? Đấy, 10 phần 100 và bằng 1 phần 10 và bằng 0,1. Đấy, và bằng 0,1. Còn bạn Hùng thì viết sai, phải không? Viết sai. Vì sao nhỉ? Vì 1 phần 100, phải không? Bằng 0,01. Đấy. 1 phần 100 bằng 0,01. Đấy, như vậy chúng ta kết luận được bạn Lan và bạn Mỹ viết đúng và bạn Hùng viết sai. Như vậy qua bài hôm nay, số thập phân bằng nhau, chúng ta cần phải nhớ là gì? Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.